mình nhìn á, sau The Face mình làm được gì? Anh chỉ là quán quân thôi em ạ. Em cũng muốn giành quán quân không? Em ơi, nếu giành quán quân mà như anh Ba Trung Kiên thì chị khuyên em đừng. Chị nói một câu là khen em đừng. Tự dự Kiên thấy rất là... Mà em không biết là chị cũng có làm được cái gì chưa cơ. Thì mình chưa làm được gì thì làm được cho ai? Mình cảm thấy có những cái sự bất công ở đây mà mình bị ép á. Chị nói thật luôn, Quỳnh Anh là một người đã xuất hiện rất là nhiều tạp chí. Nếu em được quên, Quỳnh Anh mới 2 năm, chị 8 năm rồi. Top 3 thí sinh xuất sắc nhất của The Face Việt Nam 2018: quán quân Mạc Trung Kiên, á quân Quỳnh Anh và á quân Trâm Anh với vai trò huấn luyện viên cho ba đội. Và bây giờ là lúc các huấn luyện viên thuyết phục bạn về team của mình. Khi mà em cười em hót, anh rất là thích vì nụ cười của em rất là đẹp. Mà anh Kiên chỉ cười được thôi chứ không có làm gì được hết đó em. Anh chỉ là quán quân thôi em ạ. Thấy rồi đấy, top 3 ra ngoài ai làm được nhiều hơn, ai xuất hiện trên sàn nhiều hơn thì em ạ. Mình nhìn á, sau The Face mình làm được gì chứ chị không ơi, phải nó chỉ là một cái danh hiệu em biết chị ơi, phải là gì cả năm chưa nay, nói lên được điều gì cả. Năm nay Covid cơ. Mà năm nay lại Covid cơ. Tức. Mà em không biết là chị cũng có làm được cái gì chưa cơ. Thì mình chưa làm được gì thì làm được cho ai? Một like cho chị Cao Girl, em rất hâm mộ chị nha. Chị cảm ơn, vô comment luôn giùm chị. Thật ra chị thấy em có một mặt người châu Á và một commercial rất là hiếm. Thì chị nghĩ rằng là chị có thể giúp em trở thành một phiên bản tốt nhất của em. Và em đừng quên, chị đang ngồi trong team quán quân. Em ơi, quán quân chỉ là danh hiệu, quan trọng là khi ra ngoài. Để im em nói. Quán quân chỉ là danh hiệu, quan trọng khi ra ngoài. Em có gì và em được gì từ danh hiệu đấy. Và em hãy nhìn ở đây. Wow. Em tự tin khẳng định điều đó. Đội bên kia nói giỏi lắm, đội chị thì nói không giỏi. Em ơi, bọn chị nói giỏi nhưng mà làm cũng giỏi. Em có muốn vào đội đánh đá như này không em? Bây giờ chỉ có một mình Trâm Anh chọn, hai tấm bảng còn lại thì sao? Rất tiếc. Mọi người say no, cảm thấy hơi hụt hẫng. Mình cảm thấy có những cái sự bất công ở đây mà mình bị ép á. Vì mọi người nói là thế nào cũng sẽ chọn về team của mình. Mọi người đã chơi chiến thuật với mình vì không muốn mình có được bạn này, cho nên mọi người đã say no. Bây giờ là lúc anh muốn hỏi mentor Trâm Anh, bạn có muốn sử dụng tấm vé vàng của mình cho cô gái đang được so sánh là bản sao với mình hay không? Ok. Em có thể thuyết phục bằng tài năng lẽ được không? Em có chuẩn bị một bài múa. À, được. Bây giờ quyền lựa chọn lại thuộc về em. Lý do ban đầu chị không chọn em mà em đang bị giống một màu với một bản thân chị. Nhưng mà sau khi em thực hiện bài múa chị thấy em rất là quyết tâm. Chị thích cái cách đó của em. Nếu như em về đội của chị thì đừng lo thị phi ở đây, mọi người nói gì em giống chị. Cùng một cái tên nhưng là hai con người khác biệt. Em sẽ đưa ra quyết định luôn là Em sẽ về với đội chị Trâm Anh ạ. Khen. Một quyết định sai lầm. Sai hay không thì còn chưa biết nha chị. Em đừng quên, team Trâm Anh có một bắp cầm bơ màu đen em trang em. Cái đó là một quyết định khá là mạo hiểm của Trâm Anh. Hãy đón xem tập 2 của The Face Online by Vespa được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2021 trên kênh Facebook chính thức của chương trình facebook.com/TheFaceVietnamOfficial và kênh YouTube chính thức của chương trình MultiTV Official.